Chào mừng đến với phiên bản 14.18, bản cập nhật chính thức cho chung kết thế giới 2024. Chúng tôi có hàng loạt thay đổi cân bằng với mục tiêu đem đến một chung kết thế giới đa dạng và sôi động trong năm nay. Chúng tôi sẽ nhắm tới một số chủ lực AD đường giữa thông qua cả những thay đổi hệ thống và thay đổi trực tiếp, khiến cho việc đổi đường đem lại rủi ro lớn hơn cho đội sử dụng chiến thuật đó và tăng sức mạnh cho các trang bị dồn sát thương sức mạnh phi thuật. Thay đổi về tướng Ahri. Ahri đang có màn thể hiện hơi yếu đuối, vậy nên chúng tôi sẽ hỗ trợ cô một chút. Mục tiêu hướng đến ở đây sẽ là khả năng ám sát, vì khả năng áp sát tuyến sau của cô khá là độc đáo trong số các pháp sư và chúng tôi nghĩ rằng yếu tố này nên được nhấn mạnh hơn. Vậy nên e hơn gió sẽ được tăng sát thương. Aurora. Aurora đang là một vị tướng phổ biến và thể hiện khá tốt ở bậc kỹ năng cao. Vì đây là phiên bản chung kết thế giới và chúng tôi không muốn cô ta nhảy nhót xuyên suốt giải đấu, chúng tôi sẽ giảm đáng kể khả năng bắt lẻ và cô lập tướng địch. Vì vậy, chiêu cuối giữa hai thế giới giảm khoảng cách nhảy và khoảng cách nhảy xuyên tường tối đa, giảm thời gian tác dụng. Azir lại đến chung kết thế giới và điều này đồng nghĩa là lại có cập nhật cho Azir. Lần này sẽ là giảm sức mạnh. Chúng tôi sẽ hướng việc giảm sức mạnh tới những người chơi chuyên nghiệp, đồng thời cố gắng duy trì tỷ lệ thắng hợp lý cho người chơi thông thường. Vậy nên W chỗ dậy sẽ bị giảm sát thương. Koki. Sau một vài thay đổi gián tiếp và trực tiếp, Koki không còn là tướng đường giữa được ưa chuộng trong đấu trường chuyên nghiệp. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lo ngại rằng hắn sẽ trở lại meta đường giữa trong chung kết thế giới. Vì vậy, ở quỷ bom phốc pho sẽ bị giảm sát thương. Còn ở chiêu cuối cũng sẽ bị giảm sát thương. Gunna. Chúng tôi có hai mục tiêu với Gunna trong phiên bản này. Chúng tôi nghĩ rằng Gunna sẽ là một sự góp mặt thú vị cho meta chung kết thế giới và muốn đảm bảo rằng thay đổi cho bước chân thần tốc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn trong hàng chơi đơn. Cụ thể sức mạnh công kích cơ bản tăng. Huy. Huy hỗ trợ đang là một lựa chọn khá phổ biến nhưng lại đang hơi yếu. Vậy nên chúng tôi sẽ tăng sức mạnh lá chắn đồng minh của WW, hy vọng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vai trò đường giữa. Vậy nên ở WW, sức mạnh lá chắn cho đồng đội tăng. Ivan. Ivan thực sự đang mạnh hơn nhiều so với các thông số hiện tại ở hàng chờ đơn, vì người chơi thường không lên sớm dây chuyền trục tội, trang bị tốt nhất dành cho hắn. Nếu bạn muốn bù đắp thay đổi này, chỉ cần chuyển qua Nguyệt Thạch và tận hưởng thành quả. Vậy nên E hạt hư hỏng sẽ bị giảm giá trị lá chắn và làm chậm. Javan 4. Javan 4 là một lựa chọn giá trị, đang bị bỏ lơ tại đấu trường chuyên nghiệp, chưa kể hắn cũng đang cần trợ giúp trong hàng chờ đơn nữa. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh cho nội tại để hắn dọn rừng và giao tranh sớm mạnh hơn, từ đó cải thiện sức mạnh tổng thể của hắn, đặc biệt là ở đấu trường chuyên nghiệp, vậy nên nội tại sẽ được tăng sát thương. Jack. Chúng tôi cảm thấy hài lòng với những thay đổi của Jack ở 14.14, cho phép đối thủ của hắn có thêm cơ hội phản công, nhưng có vẻ thay đổi này hơi quá đà, vậy nên chiêu cuối sẽ được tăng giáp và kháng phép, sát thương trên đòn đánh và giáp với mỗi tướng tung chiêu. Chase. Trong một meta tướng sức mạnh công kích đánh xa đi đường giữa, thế mà Chase lại chưa thấy xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp. Việc này cộng thêm tỷ lệ thắng khá tệ trong hàng chờ đơn, đồng nghĩa nam chính anime này đã không được thành công cho lắm. Vì vậy, Quy Chỉ Thiên tăng hiệu ứng làm chậm. Còn ở E tăng tốc độ di chuyển cộng thêm. Jin. Một lựa chọn phổ biến khác trong trận đấu chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cho cô thêm một chút tốc độ đánh theo cấp để lối lên đồ chí mạng sẽ mạnh mẽ hơn, vậy nên tốc độ đánh theo cấp sẽ được tăng. Leona. Leona đang rất thành công trong thời gian gần đây, và dù chúng tôi thấy vui vì cô tìm được chỗ đứng cho mình, chúng tôi muốn có thêm sự đa dạng trong vai trò tướng đỡ đòn trong đấu trường chuyên nghiệp, vậy nên giáp cơ bản của cô sẽ bị giảm. Lilia. Lilia đã nhanh chóng trở thành tướng đi rừng hàng đầu trong đấu trường chuyên nghiệp, đồng thời cũng đang thể hiện quá tốt ở hầu hết bậc kỹ năng trong hàng chờ đơn. Chúng tôi sẽ có một lần nữa giảm tốc độ dọn rừng của cô vì các trang bị mới đang quá hiệu quả, đồng thời kèm theo giảm thời gian khống chế của chiều cuối nhằm hướng tới đấu trường chuyên nghiệp. Cụ thể nội tại giảm sát thương tối đa lên quái, còn ở chiều cuối giảm thời gian ngủ. Lissandra. Thay đổi tăng sức mạnh của Lissandra ở phiên bản trước là hơi quá đà, vậy nên chúng tôi sẽ thu hồi lại một phần. Cụ thể quy mảnh băng sẽ bị giảm sát thương. Lulu. Chúng tôi muốn giúp các thuật sư có thêm cơ hội bắt cặp của các chủ lực sức mạnh công kích trong meta chung kết thế giới, đồng thời cho người chơi có thêm lựa chọn ở vai trò hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh cho Lulu bằng cách hoàn tác một thay đổi giảm sức mạnh trước đó cho nội tại và cho cô thêm một chút sát thương. Vậy nên ở nội tại sẽ tăng sát thương của Pick. Manfai đang mất dần chỗ đứng kể từ đầu năm nay, và với việc là một tướng đỡ đòn đơn giản và dễ điều khiển, đáng lẽ hắn nên có cơ hội xuất hiện trong một vài tình huống nhất định. Chúng tôi sẽ cho hắn thêm một chút sức mạnh, hy vọng có thể mang hắn trở lại trong vai trò đỡ đòn một cách hiệu quả. Vậy nên nội tại giáp hóa cương sẽ tăng giá trị là chắn. Maokai. Maokai là một thần cây khác đang có tiềm năng leo lên vị trí số 1 trong vai trò đi rừng ở chung kết thế giới năm nay. Và dù tướng đỡ đòn được ưu ái là tốt, chúng tôi muốn có thêm sự đa dạng. Vậy nên quy bụi cây công kích sẽ giảm sát thương. Và E tăng hồi chiều với giảm thời gian tồn tại của chồi non khi ở trong bụi rậm. Midfortune. Midfortune có tỷ lệ thắng cao trong hàng chờ đơn và xuất hiện rất nhiều trong đấu trường chuyên nghiệp thời gian gần đây. Chúng tôi sẽ hoàn tác thay đổi tăng sức mạnh trong 14.13 vì hiện tại cô đang quá mạnh ở mọi giai đoạn của trận đấu. Cụ thể sức mạnh công kích của cô sẽ bị giảm. Nasus. Chúng tôi sẽ có những thay đổi để xử lý một vài vấn đề bằng cách giảm sức mạnh kỹ năng thường được nâng cuối cùng. Sát thương về cuối trận của hắn sẽ bị giảm bớt,
đặc biệt là ở bậc MMO thấp khi trận đấu thường sẽ kéo dài hơn. Cụ thể, ở E lửa tâm linh sẽ bị giảm sát thương. Rell, chúng tôi xin bật mí một bí mật. Nâng E là hướng lên kỹ năng tối ưu cho Rell trong thời gian gần đây. Hầu hết người chơi không biết điều này, còn các tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại có. Vì vậy thành tích trong hàng truyền đơn không phản ánh chính xác sức mạnh của cô, vậy nên E sẽ bị giảm tốc độ di chuyển cộng thêm. Rumble đang hiện diện áp đảo cho các trận đấu chuyên nghiệp ở đường trên trong mùa hè này và thay đổi giảm sức mạnh mới đây là chưa đủ để đẩy hắn khỏi vị trí này. Vì vậy quy xuống phun lửa sẽ bị giảm sát thương. Còn ở E cũng sẽ bị giảm sát thương. Samira, sức mạnh ở giai đoạn đi đường đang là ưu tiên hàng đầu trong đấu trường chuyên nghiệp. Vậy mà Samira lại đang vắng bóng ở một meta chú trọng điểm mạnh của cô, vậy nên quy ứng biến sẽ được tăng sát thương. Sen, chúng tôi cũng muốn Sen gia nhập vào danh sách các tướng đỡ đòn khả dụng trong chung kết thế giới lần này, dù hắn đang tìm được một chút thành công trong vai trò hỗ trợ. Chúng tôi muốn đảm bảo vai trò chính của hắn cũng hiệu quả, vì vậy nội tại là chân kiếm khí sẽ được tăng giá trị là chắn. Smolder đang có tiềm năng thống trị đường giữa hoặc đường trên tại chung kết thế giới lần này, nhưng vai trò đường dưới của cậu ta lại đang khá cân bằng. Những thay đổi này nhằm đến khả năng đường đơn của cậu, tuy nhiên đường dưới cũng sẽ không tránh khỏi chịu ảnh hưởng, vậy nên máu cơ bản của cậu ta sẽ bị giảm. Ở quy giảm sát thương và loại bỏ tỷ lệ sức mạnh phép thuật. Còn W giảm sát thương lên tướng, lính và quái. Varus, thay đổi tăng sức mạnh ở 14.17 của Varus có hơi quá tay, vậy nên chúng tôi sẽ hạ bớt tỷ lệ sức mạnh công kích hắn nhận được. Cụ thể, quy mũi tên xuyên phá sẽ bị giảm sát thương. Con ở E cũng sẽ bị giảm sát thương. Vi, chúng tôi đã tăng sức mạnh cho Vi ở vài phiên bản trước, dù đang cần trợ giúp thêm trong hàng chờ đơn, cô lại đang áp đảo các đấu sĩ đi rừng khác trong đấu trường chuyên nghiệp, vậy nên quy sẽ bị giảm sát thương. Viego đang yếu hơn dự tính của chúng tôi một chút, vậy nên chúng tôi sẽ dành cho hắn một chút tình thương, vậy nên sức mạnh công kích cơ bản tăng. Con ở Quy sẽ bị giảm sát thương gây ra lên quái. Xin Chao là một vị tướng cực kỳ đơn giản và thường sẽ có tỷ lệ thắng cao trong vai trò đi rừng khi được cân bằng hợp lý. Chúng tôi cũng biết rằng hắn đang hơi mạnh ở các trận đấu chuyên nghiệp và có thể áp đảo nếu được tăng sức mạnh quá nhiều, vì vệ giáp cơ bản theo cấp sẽ được tăng. Con ở Quy liên hoàn tập kích cũng sẽ được tăng sát thương. Jerry là một trong những chủ lực sức mạnh công kích xuất hiện nhiều nhất trong Liên minh Huyền Thoại. Ở mọi tình huống, gần như cô đều có khả năng qua mặt đối thủ bằng cách tiêu diệt chúng hoặc ít nhất là tẩu thoát an toàn. Vì vậy nội tại nguồn điện di động sẽ bị giảm sát thương. Zeke, chúng tôi đang lo ngại rằng Zeke sẽ thống trị đường dưới ở chung kết thế giới lần này, đặc biệt là khi một số chủ lực sức mạnh công kích sẽ bị giảm sức mạnh. Chúng tôi sẽ có một vài thay đổi nhỏ nhằm đến đấu trường chuyên nghiệp và hầu như sẽ không ảnh hưởng đến đại đa số người chơi. Cụ thể nội tại dễ nổi điên sẽ bị giảm sát thương gây lên công trình. Thay đổi về trang bị. Bảng dưới đây là một số thay đổi về trang bị của bản cập nhật lần này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nhé. Trang phục và đa sắc mới. Những trang phục sau đây sẽ được ra mắt trong bản cập nhật này. Thread Lao Công, Azir Luật Sư, Nautilus Pha Lê Hắc Ám. Trên đây là một số thay đổi của bản cập nhật lần này. Ngoài ra còn một số thay đổi khác. Các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết của Liên minh Huyền Thoại Việt Nam nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.